Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Lạc Đường mới đi trở về các bạn. Và hôm nay Lạc Đường xin giới thiệu đến với mọi người một món ăn rất phổ thông và bình dân. Món này còn được gọi là món quốc dân đấy các bạn. Đó là món lẩu cháo lòng. Và các bác đang xem trên màn hình thì tất cả những cái gì Lạc Đường mua về đó là tim, gan, phèo, phổi và mỡ. Và đây là lòng non này. Lòng non hôm nay Lạc Đường mua thì cũng không được ngon lắm, nhưng mà để làm lòng tiết thì không quan trọng. Nhưng nó bù lại nó lại được cái này. Đây là cái tràng lợn. Tràng lợn thì nó có hơi có màu đỏ nên Lạc Đường đã ngâm vào nước đậu chua để nó trắng lên. Và đây là da dày. Đó, Lạc Đường có mua 3 cái về, nhưng chút nữa thì gia đình chỉ dùng có 1 cái thôi. Và bây giờ ta bắt đầu sơ chế. Đầu tiên thì ta sẽ sơ chế cái da dày này. Các bác xả nước vào và cạo sạch cái nhớt bên trong đi. Các bác cắt vào đây một quả chanh hoặc hai quả chanh tùy các bác và một chút muối, sau đó ta sẽ bóp đều nó lên. Như các bác đã biết thì ở bên trong dạ dày có một lớp nhầy và một lớp màng. Ta phải làm sạch cái lớp này đi thì dạ dày mới không hôi. Để làm sạch triệt để cái dạ dày này thì ta sẽ trần dạ dày ở nhiệt độ nước khoảng 80 độ C và vớt nó ra. Đó, các bác vớt nó ra và ta sẽ cạo lại một lần nữa. Tiếp đó là ta lại vắt chanh vào và cho một chút muối và ta sẽ bóp đều lên và rửa sạch. Ta sẽ lộn ngược lại là ta sẽ xong món dạ dày này. Tiếp tục là đến phần lòng non. Phần lòng non thì Lạc Đường hay thổi hơi vào để lấy cái độ phùng lên và ta sẽ ken nó ra bớt cái bột đó đi. Các bác cũng có thể dùng lửa quả chanh như Lạc Đường đang làm, nhét nó vào bên trong và ta sẽ ken. Cái tinh dầu của chất chua của vỏ chanh nó sẽ làm cái lòng nó sạch. Các bác có thể làm như này 1 đến 2 lần là được. Và đây là tất cả nguyên liệu mà Lạc Đường đã sơ chế bước 1 xong. Các bác có thể quan sát thấy. Đó. Cái tràng lợn này thì Lạc Đường cũng đã thay nước đi để nó được trắng hơn. Phần gan và phần phổi Lạc Đường đã khía ra và ngâm nước để tí nữa ta trần lên thì nó cũng được trắng hơn. Ok rồi, giờ thì ta bắt đầu chế biến. Các bác chuẩn bị một chảo nước nóng già. Ta thả vào đây một chút hành, vài ba lát gừng và thả cái tràng vào để ta trần. Các bác trần cái này được khoảng độ 2 phút thì ta sẽ thả cái lòng non vào, ta sẽ trần cùng. Khi cái tràng nó chín khoảng 6 đến 70% thì ta sẽ vớt ra. Ta sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh và ta sẽ vớt tràng và lòng non vào đây. Đó. Các bác dìm nó xuống và lấy cái đĩa đẹn nó lên. Đừng để nó hở, nó tiếp xúc với không khí là nó sẽ thơm đấy các bác ạ. Tiếp tục là ta sẽ trần luôn cả diềm gan. Cái diềm gan này còn gọi, có nơi còn gọi đó là cái màng ngăn. Gan và phổi ta cũng sẽ cho vào đây. Cả thịt mỡ luôn để tí nữa ta thái nằm lòng. Đấy, các bác đun sủi nó lên thì ta sẽ vớt ra và cũng sẽ ngâm vào nước lạnh. Ok rồi, giờ ta sẽ chuẩn bị một chút tiết đông để tí nữa ta dồn lòng cho nó được xốp. Thì các bác sẽ đong vào đây 5 thìa nước lọc, một chút mì chính và một thìa bột lăng. Cái bột lăng này sẽ làm cho tiết nó mịn hơn. Bây giờ thì Lạc Đường sẽ đong vào đây 4 thìa tiết để đánh đông. Các bác ở nhà đi chợ mua tiết thì cũng căn cứ vào cái tiết nó mặn hay nhạt, hay là mình chọc tiết như thế nào đó để ta cho lượng nước vào cho nó phù hợp. Khi ta khoáng lên thấy hơi nặng tay thì ta sẽ để riêng ra, tiết nó sẽ tự đông. Tiếp tục là ta sẽ chuẩn bị một chút rau. Thì ở đây Lạc Đường chỉ sử dụng ngò gai hay gọi là mùi tàu đó và hành hoa. Đấy, các bác cứ thái nhỏ ra là được. Tiếp tục là ta sẽ xử lý đến dạ dày. Dạ dày thì các bác làm sạch rồi, bây giờ ta sẽ cắt hết mỡ nó đi. Và đây là hạt tiêu và bột ngọt và bột canh trộn lẫn với nhau. Lạc Đường sẽ cho vào bên trong dạ dày một chút và cho vào đây một chút lạc. Các bác sẽ dồn vào đây rau thơm mà ta vừa thái vào. Đó, các bác cứ dồn nó tương đối một chút. Và lấy dây ta buộc cái miệng của cái dạ dày nó lại. Đó, các bác cứ buộc chặt và ta sẽ đem cái dạ dày này đi luộc cho nó nhừ. Tiếp tục là ta sẽ chuẩn bị nhân để ta dồn lòng tiết. Thì ở đây Lạc Đường sẽ làm hai loại nhân, đó là nhân hạt lựu để dồn cho lòng non và nhân dài để ta dồn cho phần khâu đuôi. Để thái được hạt lựu ở cái phần mỡ này thì các bác cứ thái một lượt ngang, thái một lượt dọc. Sau đó ta dùng dao ta hớt bên trên, nó sẽ ra phần hạt lựu. Đó, các bác có thể nhìn thấy Lạc Đường đang làm đó. Còn cái phần mỡ này thì ta sẽ thái chỉ ra để tí nữa ta dồn vào khâu đuôi. Và cứ như vậy thôi, ta sẽ thái hết số mỡ này như ta đã ấn định để làm lòng. Và đây là hai loại mỡ mà Lạc Đường đã thái xong, một loại để dồn cho lòng già và một loại để ta dồn lòng non. Ok rồi, giờ thì bắt đầu đi dồn lòng. Thì các bác sẽ dồn cái lòng non trước, ta sẽ cho hết cái phần mỡ thái hạt lựu vào và rau thơm ta đã thái và một chút lạc. Ta sẽ trộn đều lên. Các bác sẽ chuẩn bị một chút nước, ta sẽ lên vào đây một chút mì chính, ta phải khoáng tan nó lên. Và đây là bát tiết đông mà lúc nãy Lạc Đường đã đánh lên các bác. Bây giờ Lạc Đường sẽ cắt nó ra và ta sẽ lấy một ít cái tiết đông này ta cho vào cái nhân để ta dồn cái lòng non để tí nữa tiết nó được xốp. Tiếp tục là ta sẽ cho vào chỗ nhân này 2 thìa nước và 2 thìa tiết. Sau đó các bác trộn đều lên và ta sẽ chuẩn bị phễu dồn lòng. Đó, các bác lấy cái cán thìa các bác chọc nó xuống. Rất chi là nhanh được các bác ạ. Sau khi đã dồn xong thì các bác buộc hai đầu cẩn thận và ta sẽ chia cái đoạn lòng này ra làm 3 làm 4 vào để khi luộc nó lổ thì nó chỉ lổ một đoạn nào đó thôi. Đó, các bác có thể nhìn thấy Lạc Đường đang làm đó.
Tiếp tục ta chuẩn bị nhân để ta dồn lòng câu đuôi. Thì ở đây là đường đã sắt hết cái tiết đông còn lại ra và sẽ cho vào đây rau, lạc và cái nhân thịt mỡ mà ta đã thái chỉ. Tiếp là ta sẽ cho vào đây 2 thìa tiết và ta sẽ trộn đều lên để ta dồn. Lưu ý phần này là các bác đừng cho thêm nước mà ta chỉ có thể cho thêm bột ngọt vào đây thôi. Sau khi đã dồn đầy rồi thì ta sẽ buộc chặt hai đầu. Đó, các bác có thể nhìn thấy là đường đang làm đó. Cái phần lòng gà này thì các bác dồn nhân cũng vừa phải thôi, đừng để nó to quá. Mà các bác luộc thoải mái, không sợ nó lổ đâu các bác ạ. Tiếp tục là lạc đường sẽ dồn một đoạn lòng chỉ có tiết không để ăn cho nó mát. Thì ta sẽ lấy cái nước mà ta lúc nãy ta đã pha mì chính rồi. Thì các bác cứ trộn một nước một tiết cho nó đổ vào lòng lon. Cái này chỉ làm trong nháy mắt là xong thôi các bác ạ. Khi mà đã đổ xong rồi thì các bác vuốt cái lòng nó lại để cho nó chặt chặt một chút. Sau đó ta buộc chặt và ta đem đi luộc là xong. Ok rồi, giờ ta sẽ chuẩn bị một cái chảo nước nóng khoảng 50 độ để luộc lòng. Thì các bác sẽ thả cái lòng gà vào trước, đó, vì nó lâu chín. Sau đó là ta sẽ thả lòng non vào. Các bác bật lửa nhỏ thôi, luộc liu riu thôi. Thì đừng có đậy vung để nó không bị lổ. Và đây là nồi cháo này các bác. Đấy, lạc đường đã ly xương rất chi là lâu rồi. Gạo thì đã được giã rồi đây các bác. Bây giờ lạc đường sẽ cho vào đây để đánh cháo. Đó. Sau khi mà nó sủi lên một tí thì ta sẽ đậy vung vào đây, đun thật nhỏ lửa thôi. Ok rồi, giờ ta sẽ chuyển sang nồi lòng. Nồi bây giờ đã lăn tăn sủi, bây giờ ta lấy kim ta xiên. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là nước nó vẫn còn đỏ, như vậy là lòng chưa chín. Nồi cháo cũng đã sủi rồi đây các bác. Bây giờ thì lạc đường sẽ khoáng sơ qua lên và đậy vung tắt bếp để đó. Cháo lúc lòng cũng đã sủi rồi. Bây giờ thì lạc đường đã thử và thấy nước trong rồi. Bây giờ lạc đường sẽ vớt ra. Các bác vớt cái lòng này ra và ta sẽ ngâm vào thau nước lạnh. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Ta ngâm vào đây thì cái lòng nó sẽ trắng hơn. Lúc nào ăn ta có thể trần là được. Và cứ như vậy thôi, ta sẽ luộc lần lượt cho hết số lòng này. Tiếp tục là ta sẽ thái toàn bộ sản phẩm ra, hoàn thiện lên đĩa để ta thưởng thức. Và đầu tiên là diềm gan. Cách thái đúng của diềm gan nó là phải lọc cái gân nó đi các bác ạ. Nếu các bác để cả gân thì ăn hơi dai, có nhiều người người ta rất chi là ngại. Đó, các bác có thể thấy không? Khi lạc đường lọc xong miếng thịt nó như này mà. Đó. Nếu ta lọc được miếng thịt như này thì cái diềm gan trở lên rất chi là mềm và ngọt. Các bác muốn làm món tay chanh ở phần thịt diềm gan này thì nhất định phải lọc như này. Sau đó thái mỏng ra, ta trộn chanh với lại rau thơm là ta có thể dùng được. Tiếp đến là những phần còn lại thì như là tim, gan, phèo, phổi. Đấy, các bác cứ thái những miếng vừa ăn là được. Hôm nay lạc đường là làm món lẩu cháo cho nên là sẽ thái những miếng rộng hơn một chút. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Tiếp tục là đến dạ dày. Dạ dày thì lạc đường đã linh kỹ và nó đã giòn rồi. Thì các bác cứ thái những miếng nó rộng rộng ra một chút. Kể cả các bác trần thì dạ dày đã được linh như này nó cũng không dai đâu các bác ạ. Đây là đĩa tổng hợp đây các bác. Nhưng mà vẫn chưa xong. Tiếp tục đó là một đĩa nữa, đó là lòng non và chàng. Đó, các bác có thể nhìn thấy không? Miếng chàng rất chi là ngon, lòng non thì trắng. Và đây là cái cuối cùng quyết định cho nồi lẩu lòng có ngon hay không và món lòng có thành công hay không. Các bác nhìn thấy không? Ui dồi ôi, quá đỉnh luôn. Đây là phần khâu đuôi các bác nha. Đấy, các bác thấy không? Mịn, rất chi là mịn. Tiếp tục là đến lòng non dồn tiết. Thì đây các bác có thể nhìn thấy, rất chi là chắc chắn luôn. Đấy, hoa văn rất đẹp. Tiếp tục là đến lòng tiết không nhân. Thì đây, lạc đường sẽ thái cho các bác xem. Đấy, bên trong rất chi là xốp và mượt nữa. À, các bác cứ thái những miếng vừa ăn là được. Cái món lòng này ăn rất chi là mát các bác nhá. Đấy, rất nhiều người thích cái món lòng này các bác ạ. Và đây là đĩa tổng hợp thứ hai đây các bác. Rất chi là tuyệt vời luôn. Để cho nó đủ bộ lòng lợn tiết canh thì lạc đường sẽ băm một chút nhân từ cái diềm gan ra để làm bát tiết canh. Để làm được món này lạc đường đã phải lên tận nhà hàng trên Bắc Giang để mua cái tiết xịn của người ta về để đánh tiết canh. Chứ tiết canh lạc đường cũng không thích lắm. Thì lạc đường sẽ đánh biểu diễn cho các bác xem. Đó. Cái này thì rất đơn giản thôi các bác ạ. Ok rồi, giờ thì lạc đường sẽ vợi nước lẩu ra. Thì lạc đường sẽ sử dụng cái nước cháo này để làm nước lẩu. Đó, các bác sẽ múc cái nước phần bên trên, cứ vừa cháo vừa nước ra. Nếu như nước cháo nó đặc thì các bác có thể pha thêm cái nước luộc tim gan phèo phổi vào để cho nước cháo nó loãng ra một chút. Một chút nữa ta ăn là nước nó sẽ đặc lại. Các bác sẽ cho vào đây là hành hoa và một chút lạc để nó thơm. Và đây là tất cả những gì mà lạc đường chuẩn bị cho nồi lẩu cháo lòng cho gia đình bữa trưa ngày hôm nay đây các bác. Đó, rất chi là tuyệt vời các bác ạ. Với món lẩu này rất phù hợp với những dịp đầu tháng hoặc những ngày chủ nhật mà gia đình đông đủ mọi người. Với cách mày dâu thì món lẩu này càng tuyệt vời hơn khi ta đã nhậu xong rồi, không phải lo ăn một bát cơm nó dạ nữa. Và đây là tiết canh đây các bác. Đó. Ăn đúng cách tiết canh thì cứ xúc thìa nào thì vắt chanh vào thìa đó. Đó. Thì cái tiết nó không bị đen. Tiết canh thì rất chi là mát, nhưng lạc đường thì cũng không khoai lắm đâu các bác ạ. Đây là miếng thịt dải này các bác. Đấy, miếng này khi mà đã được lọc rồi, ăn rất chi là dễ ăn. Nó sẽ ngọt hơn rất chi là nhiều các bác ạ. Và Lạc Đường xin cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.